Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vượng Vin bí đường chạy đâu cho thoát. Có thể nói cho đến nay công nghiệp ô tô của Vingroup chỉ là thất bại, chỉ toàn là lỗ chứ không phải là lời. Mặc dù được truyền thông bơm thổi tối đa nhưng sự thật vẫn là sự thật. Xe kém chất lượng bốc cháy như những thùng xăng, tuy nhiên người mua thì vẫn cứ mua vì yêu nước, rồi cuối cùng có người phải trả giá đắt bằng chính cả sinh mạng của mình. Đó là những người lái xe đã phải bị hóa than trong chiếc xe VinFast. Hiện nay không có một cá nhân nào dám chỉ trích xe VinFast vì tính chất mafia của ông chủ tập đoàn này. Thay vì đó là thái độ cầu tiến, cải thiện sản phẩm để bán ra thị trường thì VinFast lại chọn cách bịt miệng những người lên tiếng. Và cho đến nay, những người mà lỡ mua xe vì lòng yêu nước hão huyền đã nhận ra chân tướng của sự thật. Đây là hình ảnh ông chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Theo dự tính, cuối năm 2022, xe xăng của VinFast mới ngưng sản xuất. Đấy là thất bại nhãn tiền. Tuy nhiên, thực tế thì VinFast đã dừng sản xuất xe xăng ngay giữa năm 2022, lại thấy thất bại tới sớm hơn dự tính rất nhiều. Sự thất bại của VinFast không chỉ vì khó khăn, khó đoán với chất lượng như thế, với dịch vụ hậu mãi như thế thì không thể có thành công được. Muốn thành công thì ít nhất VinFast phải có thái độ với khách hàng như những hãng lớn. Đằng này VinFast lại dùng tiền để đè lên tất cả, bịt miệng tất cả. Trong tình cảnh mảng kinh doanh kiếm lời nhất của Vingroup là bất động sản đang trong thời kỳ ảm đạm, thì việc sản xuất và kinh doanh xe hơi không phát triển thì đấy lại là gánh nặng rất lớn cho cả tập đoàn Vingroup. Ngay tại nước ngoài, VinFast cũng không thể huy động vốn để xây dựng nhà máy tại Mỹ là một thất bại rất lớn. Thêm vào đó, xe hơi điện trong nước vẫn chưa bán được là bao. Vào ngày 12 tháng 9, báo Vietnam Biz có bài viết rằng dừng bán xe xăng gặp khó về linh kiện xe điện khiến doanh số của VinFast giảm tốc. Ta nói lên thực trạng kinh doanh của hãng xe VinFast. Điều đáng nói là VinFast chỉ bán được có 5 chiếc xe VFE34 trong một tháng. Một con số vô cùng ít ỏi, không đáng kể. Nguyên do được báo chí giải thích là mẫu ô tô điện VFE34 vẫn gặp khó khăn về nguồn cung linh kiện. Bán được chỉ mỗi 5 chiếc xe thì xem như không bán được vì số lượng quá ít. Báo chí nói là thiếu linh kiện, có thể đây là lý do chính chứ không phải là lý do duy nhất. Đây là hình ảnh thương hiệu xe hơi thất bại. Được biết các hãng xe trên thế giới sản xuất có thiếu linh kiện nhưng lượng xe họ xuất xưởng vẫn không thể quá ít. Các nhà máy của Tesla vẫn còn tìm ra đủ linh kiện để sản xuất cho nhu cầu thị trường, nhưng VinFast thì gần như không có. Vậy thì điều người ta nghi ngờ là VinFast không được nhà cung cấp linh kiện ưu tiên. Bởi khi linh kiện thiếu, nhà cung cấp vẫn ưu tiên cho các khách hàng lớn và lờ đi khách hàng quá nhỏ, nhất là một công ty như VinFast non trẻ. Với tình trạng Mỹ cấm vận chip đối với Trung Quốc thì linh kiện bị thiếu là điều khó tránh khỏi. Mà linh kiện thiếu thì VinFast không thể cạnh tranh được với khách hàng lớn để có mua được linh kiện đầy đủ. Như vậy thì VinFast hiện nay đang ở thế rất bị động. Đồ hàng tỷ đô la mà giờ không chủ động được nguồn cung linh kiện thì xem như ông Vượng đang đánh đu với may rủi vậy. Theo một số chuyên gia phân tích thì hiện nay VinFast đang thất bát về bất động sản, đang lỗ về xe hơi và không chủ động được nguồn cung điện xe điện. Như vậy VinFast có khác nào đang bị dí vào thế bí? Không biết thế bí này được ông Vượng sẽ giải quyết ra sao? Có người thì cho rằng lệnh cấm vận, đặc biệt là cấm xuất cảnh với ông Vượng là có thật. Nếu vậy thì ông Vượng khó chồng khó. Ngoài ra dự án của nhà máy VinFast tại Mỹ không biết khi nào mới khởi công để xây dựng. Mà nếu khởi công và làm được xe thì có ai đảm bảo VinFast không bị Tesla chèn ép, bán chẳng ai mua. Đây là hình ảnh xe điện thiếu linh kiện. Con đường thoát cho ông Phạm Nhật Vượng có vẻ như càng ngày càng hẹp lại. Các tờ báo đã manh nha nói về món nợ khổng lồ của Vingroup. Với việc FEC đang bị mổ xẻ thì không có gì đảm bảo Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng sẽ thoát. Chơi với Cộng sản thì rất nguy hiểm, đặc biệt là khi Cộng sản nhận ra Vingroup không còn giá trị khai thác. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin âm mưu nào muốn bứng gốc Tổng Trọng, sóng ngầm đang đe dọa ông Tổng. Việc ông Trọng lập ra cái lò đốt các quan chức cộm cán xưa nay ai cũng biết.
Chính cái lò này đã đốt không biết bao nhiêu ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị cũng nằm trong đó, và nó đã từng đưa một ủy viên Bộ Chính trị vào lò là như vậy. Tuy từ sau khi ông Đinh La Thăng bị đưa vào tù, chưa có ủy viên Bộ Chính trị nào nữa phải lãnh hậu quả như ông Thăng cả. Mặc dù vậy, dường như chiếc lò của ông Tổng Bí thư ngày càng lộng hành hơn trước. Trên hình ảnh, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang chủ cuộc chơi, ít nhất là cho đến bây giờ ông vẫn quản soát được tình hình. Ông Trọng dù cho đã già nhất nhưng ông hiện đang là thế lực mạnh nhất. Tuy mạnh nhất nhưng không phải là mạnh vô đối. Trong khi đó, ông Trọng hiện nay đang muốn khui ra những sai phạm nghiêm trọng của các vị còn lại trong tứ trụ trừ ông Vương Đình Huệ. Việc tấn công vào ủy viên Trung ương Đảng là dễ dàng đối với ông Trọng, nhưng việc tấn công vào các chân trụ còn lại trong tứ trụ thì không hề dễ dàng gì. Giờ đây có vẻ như ông Tổng Trọng vẫn làm chủ cuộc chơi, nhưng nếu quật ông Chính, ông Phúc thì không phải là dễ, bởi khi đấu với những đối thủ lớn, người chiến thắng cũng bị thương tích đầy mình. Vì thế, nếu buộc ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Xuân Phúc thì ghế của ông Trọng cũng rung lắc dữ dội, chứ không thể được yên thần. Vào ngày 6 tháng 9, Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố quy định số 80/QĐ-TV về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ, ứng cử. Quy định này dài có 6 chương với 33 điều và 3 phụ lục. Quy định này thực ra đã được Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện từ trước đến nay. Ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 6 không còn bao lâu, nên xem ra quy định này xem là một bước chân chuẩn bị cho sự thay đổi sắp tới của thượng tầng chính trị Việt Nam. Mặc dù vậy, cũng có nhiều thay đổi hay không thì vẫn còn phải chờ, vì người dân chỉ đứng bên ngoài nhìn và thực tế bên trong cuộc chiến ra sao chưa ai rõ. Nói trong khuôn khổ của tứ trụ, một khi tứ trụ nào bị tấn công thì trụ đó sẽ tìm mọi cách phòng thủ và thậm chí phản công trở lại. Với hành động đưa ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh nhằm vào sai phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính phải hiểu rằng số phận chính trị của bản thân ông đang bị đe dọa. Trong khi đó, ông Chính đang được chính ông Nguyễn Tấn Dũng làm quân sư và thế lực thân hữu của ông Dũng hỗ trợ. Muốn nhắm vào ông Phạm Minh Chính cũng không hề dễ dàng gì. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đang tỏ ra là con người không dễ bị bắt nạt. Xưa này, những người bị ông Tổng nhắm đến là những con mồi đúng nghĩa, bởi trong số những bài tướng dưới tay ông Trọng chưa có ai đủ tầm để gãi ngứa trong Tổng Bí thư, chứ nói gì đến việc phản công trở lại. Nếu nói ông Nguyễn Thành Nghị thì ông ta còn quá trẻ, nhưng nói đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tử huyệt của ông Thủ tướng Chính phủ thì tử huyệt của ông Nguyễn Phú Trọng không phải là không có. Đó chính là công ty Việt Á. Ngoài chữ ký mà ông Trọng đã đóng dấu lên tấm huân chương lao động hạng 3 cho Việt Á thì còn có một nhân vật là trợ lý thân cận của ông Tổng Bí thư cũng bị nghi ngờ dính sâu vào vụ án Việt Á. Đó là trợ lý tên là Hồ Mẫu Ngoạt. Khi đầu mối về sự dính dáng của ông Trọng bị đối phương chú ý thì năm ngoái ông Trọng đã buộc phải cho Hồ Mẫu Ngoạt về vườn. Người ta nghi ngờ trợ lý của ông Tổng Bí thư là tổng đạo diễn kịch bản Việt Á và sai khiến các ủy viên trung ương, bộ trưởng như Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long. Tuy nhiên, vụ án đã bị lãng quên vì ông Tổng ngăn cản điều tra nhân vật này. Đây là tử huyệt của ông Tổng. Nhưng liệu ông Phạm Minh Chính có cho người điều tra nhân vật này để quật lại ông Tổng hay không? Đây là hình ảnh Hồ Mẫu Ngoạt là tử huyệt của ông Trọng. Theo một người giấu tên có nắm sâu tình hình trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, ông Thủ tướng vẫn cho người điều tra xoáy vào nhân vật có tên là Hồ Mẫu Ngoạt. Mục đích là phải nắm được yếu điểm của ông Tổng Trọng để tự bảo vệ mình, và nếu thuận lợi thì có thể bứng luôn ông Tổng ra khỏi chiếc ghế Tổng Bí thư. Nếu đây là sự thật thì rõ ràng trong Đảng đang xảy ra hiện tượng sóng ngầm đang nhắm vào ông Tổng. Xem ra chính trường Việt Nam phức tạp hơn những gì nó đang diễn ra trước mắt. Rất có thể đến Hội nghị Trung ương lần thứ 6 này sẽ có phim hay cho bà con cả nước cùng xem.